Xin chào tất cả mọi người đã đến với vườn Mai Phúc An nhà em nha mọi người. Thì hôm nay mọi người, cái cây cúc hôn nhị á, còn gọi là hồng huyết long bên em á mọi người, thì nó có một cái hai cái chấm hoa như vậy ha, rất là đẹp, nó nở rất là đẹp, em muốn giới thiệu đến mọi người nha. Đây, cái này là cúc hôn nhị hồng huyết long nha mọi người. Thì cái lá của nó mọi người, lúc mà còn non á, thì nó sẽ hồng hồng như thế này nè, nhưng mà không có hồng đậm giống như cúc bê nha, nên người ta gọi nó là hồng huyết long á mọi người. Cái thân nó thì nó uốn lượn như thế này nha. Thì hồng huyết long á mọi người, nó đơm nụ á thì nó cũng bung ra thành bông chùm nha. Thì đây em được một số cái bông của nó nè mọi người. Đây nha, nó bung được 4 bông nha mọi người. 5 bông, nhưng mà cái bông chỗ này nó bị rụng hết cái, còn 4 bông nha. Nãy em đụng á, nó rớt cái nụ chỗ này. Đây. Đây là mặt hoa của hồng huyết long nha mọi người. Cái mặt hoa của hồng huyết long á, nó rất là đẹp nha mọi người, đặc biệt ở chỗ là nó không có nhụy nha. Nên người ta nó gọi nó là cúc không nhụy hồng huyết long á. Thì cúc không nhụy hồng huyết long bên em á mọi người có giá là 100.000 đồng trên một cây ha. Và 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người nha. Thì em nhận đơn á mọi người, cũng như cũ á, là em nhận từ 2 đơn nha mọi người. Thì cái chiều cao của hồng huyết long á mọi người, nó cao tầm 50cm nha, 40cm trở lên nha mọi người. 40cm và tầm 50cm trở lên. 40cm trở lên nha mọi người. Có cây cao thì cũng 50cm nha mọi người. Thì để em đem cái mặt cây lên cho mọi người xem nha. Cái này thì một số cái cây nó già mọi người, nó chớm nụ nè ha. Đây là cái cây giống á, cúc hồng nhị hồng huyết long bên em nha mọi người. Đây là cái gốc của nó nè. Đây là cái gốc ghép nha, gốc nhớt ghép nha mọi người. Thì nó đã liền mặt rồi nha mọi người. Nó một thân đứng lên như thế này nè. Lá của nó rất là tốt luôn mọi người. Nó rất là cao á. Nó cao, cây này cao tầm gần 6 tấc á mọi người. Thì cây này á, em giao lưu là giá 100.000 đồng nha mọi người. Đây là cũng là hồng huyết long nha. Nó đã liền cốt hết rồi nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người có nhu cầu mua cây giống cúc hôn nhị hồng huyết long á mọi người, thì hãy liên hệ với em á qua số điện thoại là 0984955952 nha mọi người. Và Zalo kết bạn của em là 0945309808 nha mọi người. Kênh YouTube của em là Vườn Mai Phúc An nha. Thì rất mong được mọi người ủng hộ ha. Đây, 3 cây như thế này á, là 300.000 và em sẽ bao ship cho mọi người nha. Và khi mà mọi người mua 10 cây em sẽ bao ship và em còn tặng thêm một cây nữa. Mọi người có thể mua 3 cây 3 giống khác nhau em vẫn ship nha mọi người. Và 10 cây thì em tặng một cây, là mỗi cây một loại khác nhau em cũng vẫn ship nha mọi người. Vẫn được nha. Mình mua 2 cây thì 2 giống khác nhau vẫn được ha. 3 cây 3 giống khác nhau và 10 cây 11 cây gì giống khác nhau hết cũng được luôn. Thì bên vườn em có rất nhiều loại giống á mọi người, nên là mọi người cứ thoải mái chọn lựa nha. Thì 3 cây thì em bao ship cho mình nha. 1 cây thì 100.000 ha, 2 cây thì 200 và cộng thêm 30.000 phí ship nha. Và 3 cây thì giá 300.000 thì em bao phí cho mọi người luôn. Đây là cúc không nhị hồng huyết long nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Nếu có nhu cầu mua hồng huyết long thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0984955952 nha mọi người. Và kênh YouTube của em là Vườn Mai Phúc An nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Em xin kết thúc video tại đây nha mọi người.